và các bạn bây giờ trở lại với cái đề tài của tôi ngày hôm nay cũng liên can tới miền Nam Việt Nam và cũng liên can tới đất nước Việt Nam của chúng ta làm cách nào lấy lại Hoàng Sa và Trường Sa cách đã có nhưng tại sao Cộng sản Việt Nam hèn nhát không dám làm các bạn chúng ta đã nói rất nhiều về Hoàng Sa Trường Sa hai cái quần đảo được xem là Việt Nam đã làm chủ từ thế kỷ thứ 17 và trong suốt nhiều năm nay chúng ta vẫn khẳng định điều này chúng ta vẫn khẳng định điều này Hoàng Sa đã mất vào tay Trung Quốc năm 1974 giữa lúc mà chiến tranh Việt Nam lên cao lợi dụng lúc mà Việt Nam đang có cuộc chiến nội chiến thì Trung Quốc đã đưa quân xâm chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa riêng quần đảo Trường Sa thì có trên dưới 100 đảo nhiều quốc gia cũng đã làm chủ một số đảo và trong đó thì Việt Nam chúng ta vẫn chiếm nhiều nhất tại vì đó là của chúng ta à, hiện nay thì quần đảo Trường Sa chúng ta đang có khoảng 12, à, 21 đảo gồm 9 đảo nổi và 12 đảo chìm. Đó là một trong những cái mà thuộc về chủ quyền mà trên lãnh thổ của Việt Nam. Tuy nhiên, phía Trung Quốc thì năm 1988 đã xu quân à, chiếm quần đảo chiếm đảo Gạt Ma từ tay của Cộng sản Việt Nam năm 1988 và chúng ta mất đảo Gạt Ma vào tay Trung Quốc. Và suốt nhiều năm nay, kính thưa các bạn, suốt nhiều năm nay chúng ta đã lên tiếng rất nhiều và chúng ta đã kêu gọi rất là nhiều nhưng các bạn có lẽ chúng ta đã rơi vào cái bẫy của cộng sản Việt Nam. Những kẻ đã có cái thái độ yếu hèn đối với Trung Quốc và rơi vào ngay cái bẫy những kẻ mà bên Trung Quốc họ muốn. Mặc dù Trung Quốc không thừa nhận cho tới giờ phút này, Trung Quốc vẫn chưa thừa nhận cái hiệp ước biển Enclose năm 1982 thì cái này các bạn đã nhiều bạn đã coi trên Google biết cái UNCLOS nó là như thế nào tại sao tôi lại nói là rơi vào cái bẫy các bạn mình đi thẳng vào vấn đề một cách thực tế đi để cho các bạn thấy tại sao tôi nói như vậy và cái giải pháp nào để chúng ta lấy lại hoàng sa và trường sa thứ nhất nếu mà tất cả các quốc gia đều tôn trọng và tham gia vào cái luật biển gọi là UNCLOS năm 1982 thì có nghĩa là chúng ta sẽ khó lấy lại tất cả những cái gì thuộc về về chủ quyền của Việt Nam. Lý do tại sao các bạn? Thứ nhất, cái việc tranh cãi những cái đảo ở trên biển từ cái thời gian mà không có người chiếm giữ cho đến khi khi mà được uh, claim tức là được uh, xác định chủ quyền. Thời gian đó nó khá dài. Và cái thời gian mà gọi là tranh cãi với nhau về cái chủ quyền của những cái đảo ở trên biển, thậm chí đôi lúc nó còn ở khu vực biên giới nó sẽ kéo dài từ thế hệ này sang thế hệ khác nó kéo dài cả trăm năm chứ không phải là nó kéo dài à, độ vài chục năm hay vài năm đâu do đó mà khi mà kéo dài như vậy thì nó còn tùy thuộc vào cái sự mạnh yếu của từng quốc gia để nó đạt được nhiều quyền lợi hơn hay không bây giờ tôi lấy một cái thực tế nhất trên biển đông khu vực biển đông quần đảo hoàng sa và trường sa chúng ta vẫn khẳng định đó là của việt nam nhưng hiện nay cái khu vực này đang được tranh chấp bởi 5 quốc gia và một vùng lãnh thổ. 5 quốc gia đó gồm có Việt Nam, Trung Quốc, Philippines, Malaysia và Brunei. Một vùng lãnh thổ tức là Đài Loan. Đúng không các bạn? Thì bây giờ năm, 6 nơi này cùng tranh chấp trên cái quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Vậy thì sẽ coi cái nước nào có tiếng nói mạnh trong tương lai thì nước đó sẽ giành nhiều chủ quyền hơn. Mà các bạn đã nhìn thấy Trung Quốc là một trong những quốc gia đó. Tuy nhiên, bây giờ Trung Quốc vẫn chưa có thừa nhận cái hiệp ước biển UNCLOS. Lý do tại sao Trung Quốc chưa thừa nhận, một lát tôi sẽ giải thích. Bây giờ tôi chỉ đưa về cái khía cạnh gọi là thực tế. Thực tế thôi các bạn. Nếu mà đi theo cái UNCLOS thì chúng ta vĩnh viễn sẽ không đòi được hai quần đảo này. Tôi dám chắc với các bạn như vậy, nó có kéo vài trăm năm nữa đi nữa thì chúng ta cũng không lấy lại được hai cái quần đảo này nếu đi theo cái hiệp ước UNCLOS nếu các bạn coi kỹ vào cái hiệp ước cái hiệp ước biển cái uh, luật biển unclosed đó thì các bạn sẽ thấy được tại sao cuối cùng trên bàn cờ quốc tế họ sẽ coi tiếng nói của ai mạnh hơn chứ họ không coi ai có cái lý do chính đáng hơn đâu bằng chứng là Trung Quốc đó các bạn mặc dù quốc tế chưa không có thừa nhận cái đường lưỡi bò của Trung Quốc tức là cái đường cũ củ đoạn của Trung Quốc à, coi như là họ xác định toàn bộ cái khu vực biển đông là lãnh thổ của họ đó mặc dù quốc tế không chấp nhận nhiều quốc gia không chấp nhận nhưng mà cuối cùng họ cũng chả làm gì được để phản đối trung quốc cả vì tiếng nói trung quốc rất mạnh đúng không các bạn do đó nếu đi theo cái unclos việt nam cũng vậy nếu các bạn muốn giành lại quần xa và trường sa trừ phi việt nam biến thành số một trong khu vực về quân sự có thể đe dọa bất cứ quốc gia nào có thể tấn công bất cứ quốc gia nào tiếng nói mạnh quân sự mạnh thì lúc đó việt nam mới đủ sức lấy lại quần đảo Trường Sa hay Hoàng Sa bằng unclose. Còn nếu không, tiếng nói chúng ta yếu, thì vĩnh viễn chúng ta chỉ là những kẻ gọi là chờ phần ăn thôi. Chứ chúng ta không giành được phần ăn ở trong bất cứ một cái cuộc tranh chấp lãnh lãnh hải nào. Và đó là sự thật. Và nhiều bạn nói với tôi là bây giờ làm sao để Trung Quốc nó vô cái unclose là chúng ta có thể thắng. Thắng cái gì các bạn? Quần xa họ vẫn chiếm. Bây giờ các bạn kêu họ làm sao rút quân đảo gạt ma của Việt Nam và một số quần một số đảo ở Hoàng Sa mà Trung Quốc làm chủ khoảng 8 đảo đó làm sao họ rút quân họ còn đổ thêm đất đai họ còn đổ thêm xi măng họ còn xây cái hạ tầng cơ sở cho quân sự lẫn dân sự họ còn gia tăng cái sự hoạt động của họ trên biển đông còn nhiều hơn nữa mà các bạn nói rằng họ tôn trọng để họ rút thì tôi nghĩ cái chuyện này không bao giờ xảy ra kể cả kể cả khi Trung Quốc có cuộc chiến với một quốc gia nào đó, điển hình là Hoa Kỳ hay Nhật Bản, vân vân hay Nga cũng vậy, thì họ vẫn xem cái Biển Đông là sân sau của họ và không ai dám hó hé với họ cả. Nếu đi theo cái hiệp ước UNCLOSED. đi theo cái luật biển UNCLOSED. OK các bạn, vì cái luật biển UNCLOSED đó, phía Việt Nam sẽ thiệt hại nhiều hơn, tại vì sẽ không đòi được hoàng sa và trường sa. Chúng ta rơi vào cái bẫy mà cộng sản Việt Nam đã gài. Tại sao họ gài? để cho người dân và tất cả mọi người suy nghĩ và đi theo cái unclose đơn giản các bạn tại vì họ không có đủ sức không có đủ bản lãnh và không có đủ cái trình độ cũng như là không có đủ cái can đảm để đương đầu với trung quốc họ biết rõ điều đó họ biết sự yếu hàng của họ do đó để lý giải cho cái cuộc yếu hàng của họ thì họ gài qua vấn đề chính trị là UNCLOSE tức là thúc giục các quốc gia tôn trọng luật biển năm 1982 cái UNCLOSE nhưng thật sự cái bản chất thật sự của họ là họ không làm được họ vốn không thể làm được tại vì họ mắc nợ của Trung Quốc quá nhiều Cộng sản Việt Nam thiếu nợ của Cộng sản Trung Quốc quá nhiều họ không thể phản kháng lại Trung Quốc do đó cái giải pháp duy nhất mà vừa có thể vuốt ve được người dân mà vừa có thể né được cái cuộc đối đầu với Trung Quốc là thúc đẩy mọi người chạy theo cái hiệp ước cái luật biển enclosed năm 1982. Và đây đối với tôi đó là một cái nếu mà ai thúc giục theo điều này thì xem như là người đó bán nước. Lý do tại cái đó sẽ sẽ không giúp cho Việt Nam lấy lại được Hoàng Sa và Trường Sa một cách toàn vẹn. Chúng ta sẽ mất. Và cái cách nào theo các bạn hỏi ý tôi vậy thì nói như phong thì cách nào chúng ta lấy lại được Hoàng Sa và Trường Sa? Câu hỏi các bạn đặt ra cũng là câu hỏi của tôi đặt ra. Và tôi chỉ đưa giải pháp. Còn giải pháp đó có được thực hiện hay không? Hay là có khả năng thực hiện hay không? Nó là một việc khác. Nhưng tôi chỉ là cái người đưa giải pháp. Năm xưa Trung Quốc đã bất ngờ đánh chiếm Hoàng Sa của chúng ta năm 1974. Và năm 1988 họ đánh chiếm Gạt Ma. Một cách bất ngờ và họ chiếm tới ngày hôm nay. Nếu mà nói một cách công bằng Họ dùng thái độ du côn Họ dùng thái độ gọi là lưu manh Để mà chiếm cái khu vực đảo này Của chúng ta một cách bất hợp pháp Bây giờ mà chúng ta đi đòi kẻ trộm Thì chưa chắc món họ đòi hàng trộm nó còn Nó bán mất tiêu rồi các bạn Tôi chắc chắn với các bạn Bây giờ các bạn đi bắt một thằng ăn trộm Nên Lúc đó các bạn lấy hỏi hàng nó đâu Hàng đâu trả lại cho các bạn thì nó, nó, nó bán nó xài hết rồi, nó cho vợ con, nó đãi gái nó ăn hết rồi Tương tự như vậy thôi các bạn Trung Quốc sẽ không trả lại những điều này trừ khi chúng ta cướp lại từ tay của Trung Quốc. Và họ dùng thái độ du côn, chúng ta phải có một cái thái độ du côn trả lại. Thì cái Hoàng Sa Trường Sa nó mới về tại chúng ta. Chúng ta không có giải pháp nào khác để lấy lại Hoàng Sa Trường Sa cả. Nó đơn giản thôi tại vì sao? Trung Quốc tuy là đặt căn cứ quân sự, tuy là đặt những cái uh, hệ thống hạ tầng cơ sở của họ ở đó nhưng vẫn chưa đầy đủ vẫn chưa đầy đủ và nếu mà cái đường bay hay là cái đường tàu mà từ cái bờ biển gọi là bờ biển trung nam hải của họ bờ biển ở nam hải của họ đó mà xuống tới đó thì mất rất là nhiều thời gian họ muốn ứng biến cũng không kịp nữa và cái đường đi xa như vậy nó còn phải tiếp tế nó còn phải đủ thứ hết không phải một sớm một chiều họ có thể đổ quân xuống được khu vực đó mà nếu mà họ muốn đổ quân xuống cũng không phải dễ dàng nếu như tôi nói nếu như cộng sản việt nam không phải là Cộng sản Việt Nam mà là người dân Việt Nam chiếm lại các đảo này một cách bất ngờ. Tức là chúng ta nửa đêm chúng ta vô chúng ta chiếm đảo luôn. Nó có bao nhiêu thằng lính thì giết hết đi. Đúng không? Trên đã lính trên đảo của đó được bao nhiêu người? Vấn đề ở chỗ này các bạn, liệu nếu như trường hợp đã xảy ra thì Trung Quốc có dùng vũ lực cực mạnh để giành lại hai cái phần đất này không không các bạn? Hai cái quần đảo này hay không? Cái suy nghĩ của tôi là sẽ không lý do thứ nhất giống như tôi nói là cái đường mà di chuyển xuống để mà chiếm lại nó cũng phải dễ dàng thứ hai là trung quốc thừa biết cộng đồng quốc tế đặc biệt là hoa kỳ chỉ chờ trung quốc nổ súng họ chỉ chờ trung quốc nổ súng thì trung quốc sẽ phải đối diện và sẽ trở thành công địch của cộng đồng quốc tế cho nhiều vấn đề các bạn đã thấy chỉ cần trung quốc nổ súng thì ngay lập tức là trung quốc sẽ trở thành công địch của toàn thế giới bất kể rằng lúc đó Trung Quốc có tri hô như thế nào thì các quốc gia cũng kêu gọi Trung Quốc là phải đối thoại chứ không thể dùng vũ lực bây giờ lúc đó mình lắm đảo trong tay rồi muốn đối thoại cái nào thì đối thoại đảo đó của mình rồi còn bây giờ cứ ngồi mà chỏ mỏ ra chúng tôi quan ngại à, thế hệ này chúng tôi đòi không được thế hệ sau chúng tôi đòi đó là lý luận của những kẻ hàng nhát đó là lý luận của những kẻ đang nắm quyền mà hàng nhát nếu người khác nắm quyền nếu như thể chế Việt Nam Cộng Hòa còn nếu cái sự nắm quyền đó còn còn hiện hữu thì tôi tin chắc rằng họ sẽ không bỏ qua bằng chứng các bạn nhìn thấy năm 1974 khi mà Trung Quốc vừa chiếm Hoàng Sa xong lúc đó Việt Nam Cộng Hòa đang có cuộc chiến với Bắc Việt nhưng mà họ vẫn đủ sức mở cuộc tấn công để chiếm lại cái đảo sông Tử Tây từ tay quân đội Philippines năm 1974 trong chiến dịch Trần Hưng Đạo thì cái này tôi chứng minh cho các bạn thấy là Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa nếu như bây giờ cái thể chế mà cai trị Việt Nam hay quản lý đất nước Việt Nam là thể chế Việt Nam Cộng Hòa tình hình sẽ khác đi bởi vì chúng ta sẽ lấy lại bằng mọi giá chúng ta trả xương máu để lấy lại chúng ta không đợi thế hệ sau đi đòi lại đòi bằng cách nào các bạn kẻ ăn trộm nó ăn trộm nó bán hết rồi lại lấy gì nó, nó trả cho các bạn mà các bạn đòi đúng không cái này chỉ là cái lý luận của những kẻ hàng nhát dùng để xoa dịu dân chúng thôi à, chứng tỏ là mình có yêu nước có nghĩ tới biển đảo nhưng thực chất họ hoàn toàn không dám phản kháng với lại chính quyền Trung Quốc và chính vì điều này họ cứ đẩy mọi người đi tìm cái luật biển inclose năm 1982 Mặt khác thì cứ bộ ngoại giao suốt ngày cứ là à, quan ngại và quan ngại và quan ngại trong khi con dân người Việt ngư dân trên biển thì bị bắn bị đập phá tàu bị hành hạ trên biển họ không một chút thương xót so. đơn giản thôi các bạn tôi đã nói rất là nhiều lần trong tất cả các livestream của tôi là bởi vì họ không thể phản kháng trung quốc người dân việt nam có thể phản kháng và chống trung quốc bất cứ giờ phút nào nhưng đảng cộng sản việt nam không dám chống trung quốc đó là sự thật tại vì nhiều năm nay những cái nợ nần của họ với trung quốc đã quá nhiều Họ là con nợ của Trung Quốc trên nhiều mặt trận. Con nợ về quyền lực, con nợ về tiền bạc, con nợ về thế thần, con nợ về quyền cai trị. Họ nợ quá nhiều của Trung Quốc. Họ không thể phản kháng lại được với Trung Quốc nữa. Do đó, họ cố tình đẩy mọi người cứ đi tìm cái luật biển Unclosed năm 1982 để lý giải cho cái sự yếu hèn của họ, cái sự nhu nhược của họ và cái kẻ mang nợ không dám nói mình mang nợ. Vì lý do này, mà Cộng sản Việt Nam đã đẩy mọi người vào một cái tình huống rất là khó khăn. Bây giờ Trung Quốc đã bắt đầu xây những hạ tầng cơ sở quân sự của họ trên biển rồi các bạn. Một năm, hai năm nữa họ hoàn tất rồi. Lúc đó cái đường vận chuyển của họ nhanh hơn. Tất cả mọi thứ đều được sẵn sàng. Chúng ta lấy lại khó khăn hơn. Cái đau khổ của chúng ta là Cộng sản Việt Nam rất hèn nhát. Trong 7-8 năm qua, thay vì chiếm lại đảo đó bằng vũ lực. Mình có lợi thế để chiếm lại tại mình là cái 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 biên giới của Việt Nam, cái lãnh hải của Việt Nam gần những quần đảo đó nhất. Chúng ta có tiếp viện từ đất liền rất gần để có thể đánh chiếm lại các đảo đó, họ không làm. Họ sợ đủ điều này, đủ điều kia, họ không dám làm. Cho tới bây giờ Trung Quốc đặt hết hạ tầng cơ sở ở những khu vực đó rồi. Thì các bạn nghĩ đi, với cái tốc độ của Trung Quốc như vậy và họ đặt hết hạ tầng cơ sở đầy đủ à, sân bay đầy đủ nơi tiếp viện đầy đủ mọi thứ rồi thì lúc đó chúng ta chiếm lại nó còn khó khăn cỡ nào đây các bạn vô vàng khó khăn thay vì như chúng ta chiếm lại cái đảo đó giống như tôi nói họ sử dụng thái độ du côn để chiếm lãnh hải của chúng ta thì chúng ta phải đáp trả bằng cái thái độ đó thì chúng ta mới làm được việc bởi vì ngày xưa thì chúng ta còn sợ vì chúng ta chỉ biết có trung quốc và chúng ta Ngày nay có cộng đồng quốc tế Tôi dám cá với các bạn Khi mà các bạn Khi mà đánh chiếm lại hai quần đảo này Trung Quốc muốn nổ súng để chiếm lại Họ cũng phải cân nhắc Tại vì cả thế giới soi đèn vào họ Cả thế giới đang chờ họ nổ súng Tại vì ngày nào họ nổ súng Thì đất nước Trung Quốc tôi bảo đảm với các bạn Họ sẽ tan thành từng nước nhỏ Họ sẽ tan thành từng nước nhỏ Giống y trang như tình trạng của Yugoslavia Tức là Liên bang Nam Tư Bây giờ bị đánh ra từng nước nhỏ như là Bosnia, Croatia, Kosovo vân vân. Họ sợ điều này nhất. Nếu mà nói sợ chiến tranh, hiện nay Trung Quốc là quốc gia sợ chiến tranh nhất. Họ phô trương vũ khí quân sự, họ phô trương tất cả mọi thứ để che lấp cái nỗi sợ chiến tranh của họ, tại vì họ biết một khi chiến tranh xảy ra, chuyện thứ nhất, quyền lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ tan thành mây khói vì nạn tham nhũng, nạn cướp đất giống như tình hình của Việt Nam Nó không khác gì Việt Nam hết Nó đã gây sự bất mãn rất lớn Ở ngay tại nội địa Trung Quốc Thứ hai là sự cọ sát nền văn hóa Giữa các sắc tộc ở Trung Quốc Cũng chưa bao giờ chấm dứt Cái lửa ngầm đó vẫn đốt hoài Cái chủ nghĩa hán tộc vẫn đè những dân tộc khác Hán, Mãn, Mông, Hồi, Tạng Thì bây giờ người Hán làm chủ Thì Mông, Hồi, Tạng Họ không dừng lại cái cọ sát văn hóa đó tại vì sao họ bị đè bởi dưới họng súng và sự cai trị sắc máu bằng bạo lực họ không thể phản kháng nhưng khi có cơ hội họ sẽ vùng lên phản kháng và từ cái vùng lên phản kháng đó cộng thêm cái sự hỗ trợ từ bên ngoài của cộng đồng quốc tế chắc chắn nước Trung Quốc sẽ bể ra thành từng nước nhỏ họ sẽ bị đánh là trở lại cái thời chiến quốc xuân thu tức là họ chia ra thành trăm nước nhỏ lúc đó thì Việt Nam chúng ta đã thoát khỏi cái sự ca cái sự đe dọa của Trung Quốc rồi và chúng ta còn giữ được các cái lãnh hải của chúng ta Hoàng Sa và Trường Sa nhưng cái chiến lược đó không bao giờ được thực hiện bởi cái hèn nhát của Cộng sản bây giờ tôi nói với các bạn nếu mà so ra cái dân tộc nào sợ chiến tranh nhất thế giới không phải dân tộc Việt Nam đâu dân tộc Việt Nam trải qua nhiều chiến tranh nhưng không sợ chiến tranh chỉ có cộng sản mới sợ chiến tranh vì chiến tranh sẽ khiến cho họ mất quyền lực và trung quốc là cái quốc gia sợ chiến tranh nhất thế giới tại vì chiến tranh sẽ mang đến nhiều cái hại cho họ hơn là cái lợi nó ngược lại với đất nước mà tôi đang sống là hoa kỳ hoa kỳ hầu như mỗi đời tổng sống đều sống trong chiến tranh và chúng tôi có đầy đủ kinh nghiệm về chiến tranh do đó hoa kỳ không có sợ hãi chiến tranh dân tộc việt nam xưa nay cũng không sợ hãi chiến tranh chỉ có cộng sản việt nam nắm được quyền lực rồi sợ chiến tranh sẽ khiến họ mất quyền lực và đảng cộng sản trung quốc hiện nay cai trị nước trung quốc họ cũng sợ là họ mất quyền lực giống như cộng sản việt nam mất không những mất quyền lực mà nước trung quốc nếu có chiến tranh nó sẽ đánh bại nước trung quốc thành hàng trăm nước nhỏ và lúc đó thì cái sự đe dọa của phương bắc đối với đất nước việt nam trong tương lai một ngàn năm sau nó sẽ bị triệt tiêu vĩnh viễn lý do không có ai có thể uy hiếp được việt nam nữa còn bây giờ họ là một cái nước lớn bên cạnh thì đương nhiên họ uy hiếp được nhưng mà tôi nói uy hiếp được không có nghĩa là họ có thể làm thịt chúng ta được tại vì sao các bạn giống như tôi nói à, trong cái à, gọi là trong cái thương trường trong cái thương trường hay là trong cái à, một cái cuộc chơi thì cái sự liều mạng nó chiếm 50% phần trăm cho cái chiến thắng của tất cả những người thắng được trên thương trường hay thắng được trong một cái game chơi các bạn thấy tất cả các game thể thao tất cả những cái game chơi nó đòi hỏi sự liều lĩnh thương trường cũng vậy nó đòi hỏi sự liều lĩnh và nếu có sự liều lĩnh thì nó chiếm được 50% cái thắng ở trong tay 50% còn lại đương nhiên do số mạng do thực lực do chiến lược do nhiều thứ khác nhưng cái yếu tố đầu tiên là phải can đảm liều lĩnh can đảm để mà dám chơi đã cái điều này cộng sản việt nam không có trong suốt 43 năm qua kể từ khi họ cưỡng chiếm miền nam thì họ đã không có cái điều này. Các bạn, do đó tôi nói là Hoàng Sa Trường Sa có khả năng lấy lại được không? Tôi trả lời với các bạn, có. Nhưng mà đối với dân tộc Việt Nam hiện nay thì không có cơ hội. Tại vì cái đảng cai trị đó, cái đảng có đầy đủ súng đạn đó, họ sử dụng súng đạn để cai trị dân, chứ họ không sử dụng súng đạn để lấy lại những phần lãnh hải của Việt Nam đã bị mất vào tay Trung Quốc và bây giờ thì họ đưa ra những cái lý luận vớ vẩn nào là đẩy mọi người vào cái unclosed, cái luật biển năm 1982 để che lấp cái sự yếu hèn của họ. Rồi nào là xoa dịu dân chúng bằng đời này chúng ta không đòi được thì đời con cháu chúng ta đòi. Đó là câu nói vô trách nhiệm. Những kẻ cầm quyền bây giờ không đòi được thì phải làm sao chứ? Nếu mà ông cha mình ngày xưa, nếu như ông cha mình ngày xưa mà mất lãnh hải, mất lãnh thổ như vậy thì phải làm sao các bạn? Các bạn biết, các bạn đọc lại lịch sử đi, đúng không? Ngay cả ông tôn thất thuyết, đó, một người chống pháp, khi mà cái cuộc công cuộc chống pháp của ông thất bại, ông có thể trở thành một kẻ điên ở đất tàu. Ông rất là nhớ cố hương nhưng không về được cố hương. Cái nỗi khao khát đó nhưng ít nhất ông cho thấy cái sĩ khí của một người đã can đảm làm được chuyện đó. Còn bây giờ cộng sản bây giờ nhất là những cái thành phần gọi là lãnh đạo bây giờ những kẻ nghĩa là chỉ có nhấp nhé tới cái liên hệ tới chiến tranh thôi còn đa phần những kẻ đó là những kẻ trưởng thành sau cuộc chiến năm 1975 họ trở thành hèn nhát lắm các bạn họ không dám đối đầu với Trung Quốc mà không dám đối đầu với Trung Quốc thì làm sao có cái cơ hội để mà lấy lại lãnh hải lãnh thổ cái kiểu láo cá vặt canh me người ta hở chụp hả khó lắm Trung Quốc là là thủ lãnh Trung Quốc là lão tổ của mấy cái nghề này rồi Cộng sản Việt Nam làm sao qua mặt được Trung Quốc. Chúng ta chỉ có một cái nước duy nhất. Mà ông cha chúng ta đã từng làm trong quá khứ. Trong bao nhiêu lần rồi. Và chúng ta đã giành lại được chủ quyền của đất nước. Đó là sự liều lĩnh. Sự liều lĩnh. Sự can đảm. Và cái quyết tâm. Lấy lại vùng đất. Các bạn thấy. Cái thời hai bà Trưng nó đô hộ cỡ đó. Mà hai bà còn phất cờ khởi nghĩa được. Để giành lại cái chủ quyền cho dân tộc. Ít nhất được ba năm. Bà Triệu Thị Trinh trẻ mới có hai mươi mấy tuổi đầu thôi cũng giành lại được cái chủ quyền ít nhất trong sáu tháng đến chín tháng trong thời gian bà khởi nghĩa và rồi tới Ngô Quyền Trung Quốc nó kiểm soát toàn bộ đất nước Việt Nam gần như đồng hóa suốt cả ngàn năm đó mà Ngô Quyền vẫn có cơ hội quật quật khởi và giành lại cái chủ quyền thì các bạn thấy rồi tới những đời sau như là Lê lợi khi mà quân Minh chiếm toàn bộ đất nước bắt cha con của Hồ Quý Ly đem về Trung Quốc thì các bạn thấy là Lê Lợi cũng là hai bàn tay trắng cũng giành lại được lãnh thổ nhờ cái gì các bạn nhờ sự liều mạng và nói thật năm xưa đảng Cộng sản lúc mà cướp chính quyền từ tay chính phủ Trần Cộng Kim họ cũng liều mạng đó họ mới giành được cái cái gọi là quyền cai trị đất nước nhưng mà ngày hôm nay họ trở nên yếu hàng. Những cái thế hệ mà gọi là dành chính quyền của thời chính phủ Trần Đông Kim chết hết rồi. Chết hết rồi. Cái thời mà những người có cuộc chiến với Việt Nam, với miền Nam Việt Nam cũng chết hết rồi. Không còn bao nhiêu người nữa. Còn cái thế hệ Cộng sản sau này nó thừa hưởng của ông cha nó nó ăn sung mặt sướng quá. Nó trở nên hàng yếu. Nó tìm đủ lý do để nó né. Nó tìm đủ lý do để nó tránh những cái cuộc gọi là dành lại cái trách nhiệm, dành lại lãnh thổ mà nó đẩy cái trách nhiệm đó cho cái thế hệ sau. Thì các bạn nhìn thấy cái cộng sản bây giờ nó như thế nào. Tôi đã nói với các bạn, nếu mà các bạn hỏi tôi giải pháp, tôi đã đưa giải pháp. Còn giải pháp đó dùng được hay không, như thế nào, nó là một bài toán khác, tôi không nói tới. Nhưng ít nhất nếu dùng dù không được thì giống như thì ông cha chúng ta nói không thành danh cũng thành nhân. Tức là ít nhất đã làm được chuyện mình làm trong đời của mình. Còn thành bại do ông trời quyết định. Thành bại do ông trời quyết định. Ít nhất mình đã làm. Còn Cộng sản bây giờ không dám làm. Họ nhát tới mức không dám làm. Họ nhu nhược tới mức không dám làm. Bởi vì sao? Bởi vì bây giờ họ ngồi ghế lát vàng. Họ lái xe hiệu. Vợ con họ sắm đồ hiệu. Con cái đi du học. Họ không muốn mất những thứ đó. Dân tộc mất kệ cha dân tộc. Đất nước mất kệ cha đất nước họ chỉ biết bản thân của họ và gia đình của họ thôi. Do đó họ không dám làm. Và tất cả những cái gì họ đang có bây giờ là những con buôn Trung Quốc, những kẻ làm ăn Trung Quốc ban bố cho họ. Cho nên họ không thể phản kháng Trung Quốc được. Đó là lý do tôi lý giải cho các bạn hiểu cái unclose nó nguy hiểm thế nào cho dân tộc Việt Nam. Cộng sản đang đẩy mọi người đi về cái unclose đó. Là vì sao? Họ muốn che đậy cái sự yếu hèn của họ. Họ không dám đưa cái liều của mình ra để làm một lần. Ít nhất cho dân tộc thấy họ có tinh thần Là bảo vệ lãnh hại lãnh thổ Đằng này họ không dám làm luôn các bạn Ok đó là câu chuyện đầu tiên Trong cái đề tài ngày hôm nay của tôi Nói với các bạn về cái giải pháp Làm sao lấy lại Hoàng Sa và Trường Sa Một giải pháp đã có mà Cộng sản Việt Nam Vẫn không dám làm 3 phút nữa Phong trở lại với một cái đề tài khác Cũng khá hấp dẫn đó các bạn Hy vọng là các bạn sẽ hiểu lý do tại sao Mà Phong vẫn làm những cái live stream và kêu gọi mọi người rời khỏi Việt Nam. Đó là cái đề tài của cái thứ hai của trong cái livestream ngày hôm nay. Các bạn đừng rời khỏi trong vòng 3 phút Phong sẽ trở lại ngay lập tức và đừng rời khỏi làn sóng 98.7 FM tại Houston Texas cũng như livestream của Phong. Công ty Đông trùng Hải Lê xin giới thiệu đến quý vị bộ kem go giúp chăm sóc làm da đẹp gồm 3 món: serum, nám và moist. Serum giúp cho săn chắc làn da, giảm nám, giảm lão hóa, giảm đôi môi tàn nhang. Kem moist Giúp cho làn da mịn màng, chống nhanh, giúp trắng da, chế tạo bằng công nghệ tế bào gốc với phân tử nano, giúp thẩm thấu nhanh và sâu trong da. Và để giữ cho làn da đẹp và lâu dài, hãy sử dụng bộ kem Go của công ty Hải Lê. Em xài cái bộ kem đó, trời tốt quá trời luôn á, cho bộ cái đi bộ cho mẹ thử nhỏ, thử, tại thử, thử, thử cái nha, kia hả? mặc nha. hết bộ mình nó láng mà xong nó trắng luôn, á. xài thích quá trời muốn biết thêm chi tiết hoặc order xin liên lạc qua số 1 800 888 9363 hoặc 832 933 8888 hoặc vào website đông trùng hải lê com Công ty Đông Trùng Hải Lê xin giới thiệu đến quý vị bộ kem go giúp chăm sóc làm da đẹp gồm 3 món serum, nám và moist serum giúp cho săn chắc làn da giảm nám, giảm lão hóa giảm đôi môi, tàn nhang kem moist giúp cho làn da mịn màng chống nhanh giúp trắng da, chế tạo bằng công nghệ tế bào gốc với phân tử nano giúp thẩm thấu nhanh và sâu trong da. Và để giữ cho làn da đẹp và lâu dài, hãy sử dụng bộ kem go của công ty Hải Lê. Mua bộ mini thử, ấy. trời ơi, xài nó thích ừ. quá, trời mẹ phẩm là 1, tốt 3, lắm á. Muốn à. biết thêm chi tiết hoặc order, xin liên lạc qua số 1 800 888 9363, hoặc 832 933 8888, hoặc qua website đồngtrùnghảilê.com. Từ ngàn năm trước, những người thổ dân trên khắp quả đất đã biết dùng bùn từ lòng đất sâu để chữa bệnh và áp dụng vào đời sống hàng ngày. Ngày nay, bùn khoáng đã được cải tiến để trở thành sản phẩm thẩm mỹ hữu hiệu với rất nhiều công dụng, thậm chí có thể dùng để uống hàng ngày. Theo lời bác sĩ chuyên gia về dinh dưỡng, Dr. X, bùn khoáng giúp tẩy rửa những chất độc thâm nhập cơ thể con người mỗi ngày. ăn uống cái nước bùn khoáng đấy. Yeah. Cũng bắt nước tôi về tôi làm. Tôi không có uống nhiều, tôi chỉ uống một shot thôi. Không rồi cái tối hồi tôi đánh răng hồi trước cái nấu răng của ông giống như nó bị soi mòn ấy. Mòn. mà rồi bây giờ nó, nó hết bị đau rồi anh ơi muốn biết thêm chi tiết hoặc order xin liên lạc qua số một tám trăm tám hoặc tám ba hai chín ba ba tám 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 website đông trùng hải lê com vâng và trở lại chương trình với trần nhật phong ngày hôm nay trước khi bước qua cái đề tài thứ hai thì phong cũng có một cái uh, tin nhắn của ông chủ phong là anh hải lê radio anh nhắc phong là Quý vị nhớ đón nghe chương trình 98.7 FM tại Houston, Texas và 106.5 FM tại Dallas. Chương trình này cũng đang được phát thanh tại Dallas luôn. À, nếu quý vị nào đang ở Dallas thì quý vị có thể mở radio à, trên xe của quý vị làn sóng FM 106.5 FM để lắng nghe chương trình. À, cảm ơn Hà rất nhiều đã nhắc cho anh Phong để có thể nhắc nhở quý vị về làn sóng 98.7 cũng như là 106.5 tại Dallas. Và trước khi mà trở lại với à, cái à, Đề tài thứ hai thì trong cái livestream của Phong trong cái đề tài đầu thì có một người uh, Facebook bạn của Phong uh, trên uh, đã comment ở trong cái uh, livestream này cũng khá hay uh, cho rằng là Phong chưa hiểu rõ về cái luật pháp quốc tế, Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam Cộng hòa chứ không phải của Việt Nam Cộng sản. Cho nên Việt Nam Cộng sản không có chủ quyền và không có tư cách để đòi lại Hoàng Sa Trường Sa từ tay của Trung Quốc và coi đó là tài sản chủ tức là của tức là của chủ quyền là của Việt Nam Cộng hòa mà muốn lấy lại thì theo ông thì là chỉ có cái chính danh của Việt Nam Cộng Hòa à, trên cơ sở pháp lý thì có quyền đòi lại Hoàng Sa và Trường Sa. Vâng và cái ý kiến này của ông rất là hay. À, tuy nhiên như phong nói là cái thực tế nó khác. Bây giờ dù Việt Nam Cộng Hòa chúng ta, Việt Nam Cộng Hòa chúng ta có chính danh và có chủ quyền trở lại, nắm quyền quản lý đất nước trở lại, thì chúng ta vẫn phải dùng vũ lực để đòi lại Hoàng Sa và Trường Sa. Chúng ta không còn cách nào hơn đối với cái cái cái, cái, cái sự bành trướng của Trung Quốc. Even, tôi nói là kể cả lúc Việt Nam Cộng hòa chúng ta nắm quyền quản lý đất nước thì cũng vậy thôi. Tức là Trung Quốc sẽ không tình nguyện trả lại cái đó hay là quốc tế nào ép buộc Trung Quốc phải trả Hoàng Sa Trường Sa cho chúng ta. Mà chúng ta phải giành lấy bằng vũ lực. Khi chúng ta chiếm cái đảo đó trong tay rồi, nắm nó trong tay rồi thì phong cho rằng là dù là Việt Nam Cộng hòa hay là những cái thể chế mới sau này cũng vậy. Trung Quốc muốn lấy lại rất là khó khăn. À, theo về mặt pháp lý thì ông nói không sai, nhưng mà về mặt thực tế thì tôi cho rằng là nó không có thích hợp. Bởi vì sao? Bởi vì dù rằng chúng ta có cái chính danh đi nữa, thì họ vẫn không làm, họ vẫn không trả. Chúng ta vẫn phải dùng vũ lực để giành lại Hoàng Sa và Trường Sa. Chứ chúng ta không thể dùng luật lệ của cộng đồng quốc tế. Bằng chứng là quý vị đã thấy cái hiệp định năm 1973, hiệp định Paris, Cộng sản vi phạm hiệp ước Paris. Rồi bây giờ có ai làm gì họ? họ nắm hết tất cả mọi thứ rồi và năm 1968 khi mà à, họ vi phạm hiệp định ước ngưng bắn hiệp định ngưng bắn ba ngày tết tấn công vào miền nam tới bây giờ có ai nói tới họ không cái cuối cùng là chúng ta phải nắm vật đó trong tay nó thuộc về chủ quyền của chúng ta thì chúng ta nói chuyện còn nó nằm ở tay người khác chúng ta có nói một trăm lời thì cũng vô dụng thôi thực tế là như vậy thực tế là như vậy do đó đừng có hy vọng đừng có hy vọng rằng là chúng ta quay trở lại thể chế việt nam cộng hòa đi nữa thì trung quốc tình nguyện trao trả hay là cộng đồng quốc tế ép trung quốc phải trao trả những cái quần đảo đó cho chúng ta không bao giờ mà chúng ta phải giành lại bằng xương máu bằng vũ lực bất kể là dưới cái thể chế nào cái đáng tiếc của tôi ở đây là cái thể chế việt nam cộng hòa không còn tại vì tôi tin rằng họ đủ bản lãnh họ đủ can đảm để nổ súng lấy lại những hòn quần đảo này dù được hay không ít nhất họ dám nổ súng hơn cộng sản bây giờ không dám nổ súng không dám làm việc đó là cái sự khác biệt giữa việt nam cộng hòa và cộng sản và cái tôi nói giải pháp tôi đưa là giải pháp duy nhất vũ lực là cách duy nhất để giành lại quần đảo hoàng sa và trường sa chúng ta đánh bằng mọi cách kể cả cái cách gọi là đơn giản nhất cho tới cái cách mà phức tạp nhất để có thể giành lại khi chúng ta nắm cái đất đó trong tay thì nó sẽ là của chúng ta. Còn nếu mà nó còn nằm ở trong tay người khác, chúng ta có đưa 100 tờ giấy ra đưa thì tiếng nói người ta mạnh hơn, người cộng đồng quốc tế cũng không chú ý tới chúng ta. Đó là thực tế và chúng ta phải thực tế với bài toán bây giờ. OK, rồi để trả lời cho ông Tâm, đó là ông Tâm một trong những người Facebooker thường hay xem livestream của Phong Tâm Lê. À, hy vọng là cái câu trả lời của Phong một phần nào thỏa ra, thỏa mãn cho ông. Và bây giờ chúng ta bước qua cái đề tài thứ hai. Đề tài thứ hai nó rất là nhẹ nhàng và thích hợp với đời với tất cả nhiều bạn bè trên Facebook của Phong kể cả ở hải ngoại lẫn trong nước là lý do tại sao Phong vẫn mong mỏi nhiều người Việt Nam rời khỏi Việt Nam đến Hoa Kỳ có những người nói Phong ơi bây giờ cứ kêu người ta đi hết rồi còn ai lại đấu tranh chống cộng sản nữa đúng không nhưng mà với cái quan niệm của Phong cái công cuộc mà gọi là thay đổi xã hội Việt Nam mà người dân việt nam với cái tình hình bây giờ họ không có đủ can đảm bản lãnh bước ra thay đổi xã hội thì cái công cuộc này cộng sản vẫn còn cai trị khá nhiều năm nếu như trừ phi là họ tự giết lẫn nhau giống như phong đã từng tiên đoán là họ sẽ chém giết lẫn nhau thì nó tạo cơ hội cho dân tộc còn nếu không thì họ sẽ vẫn cai trị nếu họ thỏa hiệp với nhau chia chác cái quyền lợi trên đầu của dân tộc thì họ sẽ tiếp tục cai trị trừ khi những cái quyền lợi đó không thỏa đáng và họ phải giết lẫn nhau và cái chuyện đó đang xảy ra. Họ bây giờ họ giống như phong nói là họ giết nhau bằng luật lệ, nhưng mà độ thời gian ngắn sắp tới họ sẽ giết nhau bằng bạo lực để giành quyền lợi và để phản để gọi là phản phản ứng lại với những kẻ tham lam nắm quyền ở trên cao. Điều này chắc chắn xảy ra. Nhưng mà dù nó có xảy, dù nó chưa xảy ra bây giờ thì phong giống như phong nói là Việt Nam cần một sự thay đổi lớn. Mà cái sự thay đổi đó nó đến từ trong Việt Nam chứ không phải từ ngoài này. Do đó, ở trong Việt Nam thì tùy theo cái tình hình. Tùy theo cái tình hình và cái sự can đảm của người dân trong Việt Nam, nếu họ muốn nó đến nhanh hơn và bớt đổ máu hơn, họ can đảm, họ đứng ra, họ làm cuộc thay đổi xã hội thì cái cuộc thay đổi đó sẽ bớt đổ máu hơn. Còn nếu như họ thụ động, họ chờ cộng sản giết nhau để có thể có cơ hội, thì đúng là có cơ hội, nhưng cái cơ hội đó sẽ đổ máu nhiều hơn và cái cuộc đổ máu không biết kéo dài bao lâu. Đó là cái thực trạng của Việt Nam. Riêng Phong thì Phong lại có một cái nhìn khác. Trong lúc tình hình Việt Nam chưa biết nó như thế nào, Phong vẫn muốn có nhiều người Việt ra tới bên ngoài. Có nhiều lý do để làm chuyện này. Có nhiều lý do mà Phong mong muốn chuyện này. Thứ nhất, đứng về phía người Mỹ gốc Việt. Phong hiểu rõ cộng đồng của, của Phong, cộng đồng gốc Việt. Chúng ta mới có 2 triệu người ở đây. Chưa nhiều lắm. Một con số chưa được xem là một con số đáng để người bản xứ họ phải chú ý đến cái lá phiếu, chú ý đến cái số lượng do đó phong khuyến khích nhiều người Việt Nam qua đây dù bất cứ hình thức nào và chỉ cần họ hợp pháp ở lại Hoa Kỳ sau thời gian bất hợp pháp gì đó phong không phong không hiểu nhưng nếu họ có mặt ở Hoa Kỳ thì cộng đồng Việt Nam sẽ có một cái lực lượng về mặt chính trị đường dài năm mười năm tới hai chục năm tới con số này nó gia tăng lên lá phiếu lá phiếu có ảnh hưởng hơn thì chắc chắn tiếng nói chúng ta sẽ có trọng lượng hơn đó là về, về mặt chính trị thứ hai về mặt kinh tế càng có nhiều người việt tới thì cái sự đóng góp kinh tế cộng đồng càng phòng thịnh tại vì quý vị có thể đi làm nail quý vị có thể đi làm ở mcdonald quý vị có thể đi làm Hàn mỹ ở bất cứ chỗ nào nhưng cuối cùng đồng tiền quý vị kiếm được về thì quý vị cũng vào nhà hàng việt nam ăn quý vị cũng đi chợ việt nam mua mắm mua muối mua tất cả mọi thứ để thích hợp cho cái món ăn gia đình của quý vị thì quý vị cũng xài cái tiền đó trong cộng đồng và chưa kể những cái đóng góp của quý vị lại cho cái cộng đồng này giống như trường hợp mà hôm thứ À, hôm chủ nhật vừa rồi à, tối chủ nhật là tối ngày hôm qua à, anh Hải Lê và phu nhân của anh cũng đã đóng góp lại trong một cái chương trình mà gây quỹ à, tổ chức lễ phật Đảng này với cái à, thầu một cái bức tượng mẹ Quan Âm rất là đẹp mà anh mua với cái giá 10.000 đô la 10.000 đô la đó đối với người à, bình thường đó là con số không nhỏ đối với những người kiếm tiền được thì đương nhiên nó còn là con số không 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 đáng nhưng mà đối với những người bình thường đó là con số lớn nhưng mà đó là cái hành động đáp trả xã hội của anh hải lê anh mua để những gì anh buôn bán được anh kiếm được tiền thì anh đáp trả lại xã hội bằng cái cách là à, thông qua chùa anh đóng góp cái số tiền đó bằng cái hình thức là đấu thầu mua một cái bức tượng đó là cái hình thức thôi nhưng mà để, để làm gì các bạn cái số tiền đó để tổ chức là đại lễ phật đản đóng góp vào cái, nền, cái mảng văn hóa tôn giáo ở trong cộng đồng thì cái tiền các bạn dù đi kiếm ở bất cứ chỗ nào thì các bạn cũng bỏ vô cộng đồng này Do đó càng có nhiều người Việt Nam sang thì cái kinh tế của cộng đồng nó sẽ càng phát triển tốt, đó là quan niệm của tôi. Và thứ ba, người Việt Nam ở đây chỉ có mới hơn 2 triệu người. Cộng đồng chúng ta cũng chim có hơn 40 năm trưởng thành ở xứ Hoa Kỳ, so với những cộng đồng khác như là tàu hay là Hàn Quốc hay Nhật Bản họ có trên cả trăm năm. Thì cái mà chúng tôi cần là chúng ta vẫn cần những cái ngôn ngữ ở trong những cái cơ sở chính những cái cần thiết trong đời sống hàng ngày. Ví dụ như là Sở Cảnh sát, Sở Cứu Hỏa, Y tế, các cái dịch vụ khác. À, riêng ở quận Cam chúng tôi thì tương đối đủ. À, quận Cam chúng tôi thì có đầy đủ à, văn bản bằng cả tiếng Anh, lẫn tiếng Việt hay tiếng Mãi. Là tại vì chúng tôi đang ở California, một cái tiểu bang mà có nhiều sắc tộc và họ có những cái văn bản đáp ứng nhu cầu của từng cộng đồng và dùng ngôn ngữ của từng cộng đồng. Họ có nhân viên gốc Việt ở tất cả những cái ban ngành của Chính phủ để hỗ trợ. Nhưng mà bước ra khỏi tiểu bang California qua những tiểu bang khác thì chúng ta chưa có, chúng ta chưa có nhiều, đúng không? điển hình là tôi qua tới Houston thôi, thì vô những cái cơ quan công quyền ở Houston thì hiếm thấy người Việt Nam. Rồi đi qua Virginia, đi qua Florida, đi qua Louisiana, đi qua Seattle, Portland, vân vân, những nơi đó cũng có khá đông người Việt sinh sống, nhưng mà vẫn chưa có cái lực lượng đóng góp vào những cái cơ quan này để có thể mỗi khi có chuyện gì xảy ra thì những đồng bào chúng ta không cần phải nói nếu mà gặp những cụ lớn tuổi không nói được tiếng Anh, ít nhất là có những nhân viên tiếng Việt hỗ trợ hoặc là trong những cái lúc cấp cứu mà biết được tiếng Việt thì rất là tốt, đúng không các bạn? Do đó, cái nguồn nhân sự đóng góp vào những cái ngành nghề này của cộng đồng gốc Việt còn rất là nhiều. Còn rất là nhiều và tôi mong rằng nhiều người qua. Càng có nhiều người qua thì nó càng đem đến cái 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 điều tốt cho cộng đồng đó là cái điều mà mong muốn của tôi Đứng ở cái góc cạnh một người Mỹ gốc Việt Là tôi phải suy nghĩ cho đất nước của tôi đang sinh sống trước Tức là đất nước Hoa Kỳ Tức là càng có nhiều người Việt Nam đến Hoa Kỳ Chúng tôi càng welcome Chúng tôi càng đón chào Và các bạn bằng mọi giá rời khỏi Việt Nam bằng cách nào đó tôi không biết Nhưng mà tìm cách để đến được Hoa Kỳ tôi chúc mừng cho các bạn Còn mà các bạn nào mà không biết cách ở trong Việt Nam mà không biết cách đến Hoa Kỳ thì cứ gọi cho tôi, tôi biết được cách nào tôi sẽ hướng dẫn cách đó, inbox cho tôi, tôi sẽ hướng dẫn. Tại vì cái quan niệm của tôi là như vậy nhìn xa hơn đó là tôi nhìn ở cái góc cạnh của một người Mỹ gốc Việt nhìn xa hơn với cái bối cảnh của Việt Nam hiện nay tôi cho rằng nó sẽ đưa dân tộc Việt Nam vào ngõ bế tắc toàn diện trong đó văn hóa bế tắc giáo dục bế tắc con người bế tắc nhân cách bế tắc đừng tôi không nói tới cái tài sản của của ông cha để lại là khoáng sản những cái tài sản giang sơn mà ông cha để lại bị tàn phá như thế nào tôi chưa nói điều đó tôi chỉ nói con người thôi tức là nó sẽ bế tắc toàn diện. Dù bây giờ là cộng sản có lật đổ, bị lật đổ đi nữa, có sụp đổ đi nữa, với nhân cách đó, với con người đó, với văn hóa đó thì dân tộc Việt Nam vẫn chìm trong bóng tối. Bởi vì họ phải mất nhiều thế hệ lắm mới gột rửa được tất cả những cái gì đang xảy ra bây giờ. Họ phải mất nhiều thế hệ lắm. Do đó tại sao tôi mong có nhiều người Việt Nam đi qua Hoa Kỳ tại vì họ sẽ là những nhân tố đóng góp cho một đất nước việt nam một khi việt nam không còn cộng sản và cái lượng chất xám đó cái lượng nhân cách được đào tạo ở cái môi trường sạch sẽ này rồi cái văn hóa được đào tạo được hưởng thụ cái nền gọi là đa văn hóa của nhiều sắc tộc và những cái tích tụ tinh hoa đó mà đem về đóng góp cho đất nước việt nam một khi nó không còn chế độ cộng sản thì tôi tin rằng việt nam sẽ có ngày mai Việt Nam sẽ có một cái hướng đi rất là tốt và sẽ đi nhanh hơn những quốc gia khác bởi vì chúng ta có một cái khối lượng đông đảo người Việt ở hải ngoại hỗ trợ kể cả mặt tài chính kể cả mặt chất xám cho đất nước Việt Nam hai triệu người không đủ hai triệu người của chúng tôi ở ở ở đất nước Mỹ này vẫn chưa đủ chúng tôi cần thêm mày vài, vài triệu nữa và vài triệu người đó mà các bạn cứ nghĩ đi vài năm sau mà chúng ta có năm triệu người ở Mỹ mà sẵn sàng đóng góp cho đất nước việt nam khi chế độ cộng sản sụp đổ và biến khỏi lãnh thổ việt nam thì các bạn nghĩ với cái tiềm lực đó việt nam sẽ mất bao lâu để trở thành cường quốc ở trong khu vực vậy các bạn tôi chưa nói đến là một trong những quốc gia có tiếng nói trọng lượng trên quốc tế tôi chỉ nói ở khu vực thôi tôi nghĩ là nó sẽ đi nhanh hơn hàn quốc nó sẽ đi nhanh hơn hàn quốc nó sẽ đi nhanh hơn đài loan bởi vì đất nước việt nam có được một cái khối tài sản quá lớn ở bên ngoài nước việt nam là cái cộng đồng người mỹ gốc việt cái cộng đồng người việt ở khắp nơi trên thế giới họ sẽ đóng góp về cho việt nam một khi đất nước đó không còn chế độ cộng sản còn khi mà họ còn chế độ cộng sản thì họ chỉ lo cho bản thân của họ thôi họ qua đây họ làm việc họ nuôi gia đình và cái điều thứ hai mà tôi tin rằng tôi tin rằng cái cá nhân tôi thôi có thể đúng có thể sai từ các bạn suy nghĩ tôi tin rằng những người đang nuôi ý định rời khỏi việt nam hoặc đang có dự tính rời khỏi việt nam là những người có khả năng có tài cản có khả năng có tài cản tại sao các bạn tại sao tôi nói như vậy là bởi vì chính vì họ có khả năng họ có tài cản họ nhìn thấy được cái cơ chế đó không phù hợp với họ họ không có cơ hội phát triển chỉ có nước thoát ra khỏi việt nam họ mới có khả năng họ mới có thể uh, yeah, triển khai cái khả năng của họ và phát huy được cái tài năng của họ tới mức tột đỉnh thôi do đó họ khao khát họ tìm cách họ rời khỏi việt nam và những người có cái lòng tự tin rằng khi ra thoát khỏi việt nam họ sẽ làm được một điều gì đó cho cuộc sống của họ hay là cho xã hội mà họ sinh sống tôi tin rằng những người đó là những người có khả năng và những người có cái trình độ và những người sẵn sàng đóng góp nhưng mà ở việt nam họ không có cơ hội Chính vì vậy, chính vì vậy mà họ mới tìm cách rời khỏi Việt Nam và họ đang có suy nghĩ là rời khỏi Việt Nam hay họ khao khát rời khỏi Việt Nam, nhất là những cái bạn trẻ đang lắng nghe tôi nói chuyện ngày hôm nay. Tôi biết rằng các bạn trẻ khi nghe tôi nói chuyện đề tài này các bạn rất thích, tại vì bản thân các bạn đang rất muốn rời khỏi Việt Nam nhưng bản thân các bạn chưa có khả năng tài chính. Đúng không và cũng không biết con đường nào để rời khỏi Việt Nam đến Hoa Kỳ. Lý do thứ nhất tại sao không có khả năng tài chính không phải vì các bạn kém tài không biết kiếm tiền nhưng mà những cái chỗ có thể kiếm tiền được những cái chỗ có thể móc nối để kiếm tiền ngon thì các cái tên có thẻ đảng nó chia chác với nhau hết rồi con cái của nó chia chác nhau với lại các cái tên mà gọi là thương gia có quan hệ với họ họ chia chác hết rồi không có phần của các bạn cho nên các bạn không thể kiếm nhiều tiền được ở trong cái xã hội đó không phải các bạn bất tài không kiếm được tiền mà các bạn không muốn kiếm tiền một cách dơ bẩn bằng quan hệ các bạn muốn đi lên bằng đôi chân bằng khả năng của mình nhưng cái xã hội đó không cho phép do đó các bạn khao khát rời khỏi Việt Nam nhưng bây giờ rời khỏi Việt Nam bằng cách nào con đường vượt biển đã không được rồi tức là đi vượt biên đã không được rồi đúng không mà bây giờ muốn rời khỏi Việt Nam thì phải có tiền các bạn đang không có tiền và đó là cái khát vọng của các bạn làm sao rời khỏi Việt Nam mà trong túi không có tiền đó là cái mà các bạn đang quan tâm nhất. Cái những điều tôi nói các bạn thì có lẽ các bạn biết hết rồi, ông Phong nói nhiều quá những chuyện ông nói tôi biết hết rồi. Bây giờ ông làm ơn chỉ cho tôi cái cách nào tôi kiếm được nhiều tiền để tôi rời khỏi Việt Nam đây. Các bạn, rời khỏi Việt Nam không có nghĩa là các bạn phải kiếm được nhiều tiền. Những người họ có tiền, họ có thể đi trực tiếp bằng những cái chương trình đầu tư, chương trình đi lao động, tại vì đi lao động qua qua Mỹ thì ở bên Việt Nam hay luật sư họ cũng lấy một mớ tiền đầu cũng tốn vài chục ngàn đô la con số ngoài tầm tay của các bạn. Nhưng mà rời Việt Nam nó còn có nhiều cách khác. Có thể cái mục đích các bạn sau cùng các bạn đến Hoa Kỳ, nhưng các bạn cứ chọn một quốc gia thứ ba mà không tốn tiền. Cứ đi qua làm việc ở bên Campuchia, Lào, Thái, thậm chí Mã Lai, họ có visa, họ có free visa cho các bạn mà. Đúng không? Thì các bạn cứ đi đến những quốc gia thứ ba đó trước rồi từ từ mình kiếm tiền ở những quốc gia đó giàu sao nó khó kiếm tiền hề thật nhưng mà cái đồng tiền các bạn kiếm nó vẫn chắc hơn là cái đồng tiền mà các bạn kiếm ở bên Việt Nam. Và từ những cái này, các bạn dành dụm, các bạn chịu khó, chịu cực 3 năm. Coi như là bình thường thì tôi làm 8 tiếng là tôi đi nhậu. Thôi, thôi bây giờ tôi đã quyết định đi khỏi Việt Nam rồi. Qua tới đây tôi không có tiền thì tôi phải làm 16 tiếng để tôi để dành tiền. Tôi bỏ nhậu, tôi chưa giờ tôi ngủ, tôi để dành tiền để cái mục tiêu cuối cùng của tôi là tìm cách tôi tới hoa kỳ khi các bạn có tiền thì các bạn sẽ có cách còn bây giờ các bạn không tiền các bạn không cách mà đừng ngồi đó mà nói ông nói cái chuyện gì đâu không à cuối cùng ông chỉ ra cái giải pháp kiếm tiền cho tôi thật nhanh các bạn cuộc đời này không có cái kiếm tiền nào nhanh cả nhất là những người kiếm tiền bằng xương máu bằng mồ hôi thì cái đồng tiền nó đến từ từ đồng tiền nó đến từ từ không ai kiếm tiền bằng ngõ tắt cả khi các bạn kiếm tiền bằng ngõ tắt thì tức là các bạn đã biết các bạn là thành phần nào rồi đi tắt để kiếm tiền nhà, nhanh để mình có thể nuốt giai đoạn các bạn không đâu cái cuộc sống của một người nghiêm túc một người sống mà có lý tưởng họ không gấp họ kiếm tiền bằng đôi tay chân chính của họ và từ cái đồng tiền đó họ để dành họ dành dụm và họ tìm cách họ đầu tư hoặc họ tìm cách họ làm cho cái đồng tiền đó nó nhiều hơn nhanh hơn rồi họ đủ cái số vốn để họ đi chứ không có phải cái kiểu một một bước lên trời ở xứ Mỹ này chúng tôi không có cái suy nghĩ một bước lên trời và tôi cũng không khuyến khích các bạn là một bước lên trời suy nghĩ cho kỹ là các bạn phải có giải pháp chắc chắn sẽ có giải pháp và các bạn ở trong Việt Nam các bạn rành hơn tôi các bạn có thể đi làm 8 tiếng 10 tiếng các bạn có thể làm lâu hơn để để dành số vốn và từ số vốn đó các bạn mới nghĩ đến cái chuyện mà dùng trong cái việc gì có lợi cho cái chuyến đi mình rời khỏi Việt Nam. Tôi biết các bạn rất khao khát và tôi cũng khuyến khích cá nhân tôi giống như tôi đã nói ra những cái lý do mà tôi mong có nhiều người Việt Nam từ Việt Nam sang Hoa Kỳ, thậm chí là sang những quốc gia khác bởi vì nó sẽ đóng góp rất nhiều cho cái cộng đồng của chúng tôi bên ngoài Việt Nam. Giống như tôi đã từng nói, có thể chúng tôi không có một cái giang sơn rõ ràng, nhưng mà chúng tôi có một nước Việt Nam bên ngoài Việt Nam. Mà cái nước Việt Nam đó là một cái một cái nước Việt Nam không có biên giới. Các bạn bay qua Pháp, các bạn sẽ gặp cái khu Lý đô Sài Gòn các bạn sẽ gặp gỡ những người việt nam các bạn bay qua úc ở melbourne hay là ở sydney các bạn cũng gặp lý đô sài gòn cũng có người việt nam ở đó các bạn bay qua hoa kỳ các bạn đến chỗ của chúng tôi ở ngay bonsa các bạn ngay gặp ngay một lý đô sài gòn các bạn không cần nói tiếng anh người việt ở đây rất đông các bạn lên san jose cũng có một lý đô sài gòn các bạn bay qua virginia các bạn cũng có một lý đô sài gòn các bạn bay qua houston các bạn cũng có một lý đô sài gòn thậm chí ở montreal canada các bạn cũng có một lý do Sài Gòn cái đó tôi gọi là một nước Việt Nam không có biên giới chúng tôi có một cái nước Việt Nam bên ngoài Việt Nam và những cái nước Việt Nam bên ngoài Việt Nam này những con dân đó có một cái đời sống khác hẳn với con dân trong Việt Nam đương nhiên cái đời sống họ được an toàn hơn đương nhiên là họ được đào tạo họ được sống họ được giáo dục bởi cái chế độ giáo dục tốt hơn con cái của họ được giáo dục một cách nghiêm túc cho nên là sẽ có những cái văn hóa nó phù hợp với cộng đồng quốc tế hơn là cái văn hóa lệch lạc bây giờ ở Việt Nam. Do đó, vì nhiều lý do này mà tôi rất mong tôi rất mong có nhiều người Việt Nam đi ra khỏi Việt Nam bằng mọi cách. Các bạn đi ra được bằng cách nào tùy các bạn, giống như tôi đã từng nói, giàu đi kiểu giàu, nghèo đi kiểu nghèo. Miễn sao giàu nó có 2 năm 3 năm nó tới Mỹ, mình nghèo thì 5 năm 7 năm sau mình cũng tới được Mỹ. Suy nghĩ như vậy và quyết tâm như vậy tôi chắc chắn các bạn sẽ đạt được cái khát vọng <laughs> các bạn đạt được cái ước mơ mà cái ước mơ của các bạn cũng là khát vọng của tôi tại vì giống như tôi nói tôi mong nhiều người Việt Nam qua đây vì những lý do tôi đã trình bày dù tôi đứng ở góc cạnh của một người Mỹ gốc Việt mong muốn có thêm có thêm người Việt Nam qua đây để cộng đồng mình càng lúc càng mạnh hơn và đứng ở góc cạnh của một người có dòng máu Việt Nam tôi nhìn về cái quê hương gốc của tôi tôi vẫn mong rằng cái quê hương đó sẽ được xây dựng bởi những người có cái trình độ giáo dục ở tại Hoa Kỳ, ở tại những quốc gia tân tiến trên thế giới và đem cái đầu óc, đem cái sự giáo dục đó và đem cái sự sáng tạo của mình cộng thêm cái trình độ chuyên môn mình có mà đóng góp lại cho cái đất nước cũ tức là đất nước Việt Nam thì tôi tin rằng cái đất nước Việt Nam sẽ có một cái bài toán rất đẹp, một cái sự phát triển vô là vô hạn nhưng mà những điều này chỉ xảy ra khi không còn cộng sản ngày nào còn cộng sản người ta sẽ đi không trả lại người ta còn quay lại chẳng qua vì người thân vì thân nhân còn kẹt bên đó hoặc là còn một số hai ba tài sản gì đó chưa bán được chưa giải quyết được họ mới quay lại việt nam thôi chứ thật sự khi họ ra khỏi việt nam rồi họ không muốn quay lại việt nam nữa họ hoàn toàn không muốn quay lại việt nam nữa cái mảnh đất đó là cái mảnh đất họ đã rời bỏ họ không có gì lưu luyến cả họ không có gì lưu luyến cả bây giờ biểu họ có tiền họ đi họ mà biểu họ đi chơi họ đi những quốc gia khác họ chơi chứ họ đi họ không đi việt nam đi việt nam có cái gì để mà chơi đâu các bạn thấy không ăn nhậu bây giờ làm sao bằng bên mỹ làm sao an toàn bằng bên mỹ bên mỹ đó, đi ăn nhậu thức ăn đã an toàn rồi đi nhậu chỉ cần gọi uber chở mình về khỏi lái xe khỏi vi phạm luật lệ rất an toàn mà nhậu nửa đêm thoải mái không có bị gì hết đúng không karaoke hay là hát cho nhau nghe muốn ca muốn hát ở bên mỹ không thiếu thứ gì hết trái cây thức ăn đầy đủ hết không thiếu tức là cái gì việt nam có bên mỹ đều có mà bên mỹ cái có của họ nó an toàn gấp một ngàn lần bên việt nam do đó những người đã thoát khỏi việt nam các bạn hỏi là họ có nhớ việt nam không họ có nhu cầu trở về việt nam không câu trả lời là không trừ phi giống như tôi nói trừ phi họ có thân nhân phải chăm sóc họ còn một số tài sản chưa bán được. Họ phải về để tìm cách bán tài sản đó đi. Để họ đi. Do đó, đối với tôi, cái quan điểm của tôi để trả lời cho một số bạn bè ở trên Facebook của tôi, đặc biệt là những bạn có cái cái lập trường giống tôi là không thích cộng sản, không ưa cộng sản và không chấp nhận cộng sản. Những bạn đó vẫn thường thắc mắc với tôi là Phong ơi, ông với tôi cùng lập trường mà tại sao ông cứ suốt ngày mong mấy thằng việt cộng bên đó nó qua đây nó sống vậy mình đã trốn nó rồi mình còn kêu nó qua đây tôi không quan niệm 90 triệu dân trong nước là cộng sản cộng sản chỉ có 4 triệu người còn lại chín gần 90 triệu dân đó họ đều khao khát đến mỹ họ cũng có những cái kiếm ăn họ cũng có móc nối quan hệ để sinh tồn trong việt nam nhưng không có nghĩa là họ là cộng sản và khi kiếm được tiền họ tìm cách cho con cái họ chạy qua bên này họ chạy qua bên này họ không phải cộng sản và họ qua bên này họ sẽ đóng góp vào cái sinh hoạt của cộng đồng vào cái nền kinh tế của cộng đồng và cái chất xám của họ sẽ đóng góp cho cộng đồng mình mạnh hơn thôi đối với tôi những người đó là những người mà tôi rất yêu quý tại vì sao họ biết cách chọn con đường đi cho họ mà khi họ biết cách chọn con đường đi cho họ tức là họ là cái người không phải là làm biến đi ăn bám xã hội mà họ qua tới đây thì họ sẽ khao khát họ cảm thấy trà châu chậm châu chậm uống nước độc uống nước đục đúng không thì họ sẽ phải nhanh chân hơn họ làm nhiều hơn họ nỗ lực nhiều hơn để họ bằng những người đi trước và cuối cùng là gì công sức của họ những cái gì mà họ đã trả giá thì sau đó họ sẽ được thay bác tức là họ sẽ nhận lại được những cái mà họ muốn ngược lại cộng đồng sẽ càng lúc có càng cái càng có nhiều cái nền kinh tế mạnh hơn và sẽ có nhiều nhân tài hơn đến đóng góp cho cộng đồng bởi vì tôi tin rằng những người đi ra khỏi Việt Nam là những người có khả năng nhưng không có cơ hội. Họ là những người có khả năng, những người có tài, những người có bản lĩnh, nhưng mà vì cái xã hội Việt Nam, cái sự phân biệt đối xử của cái đảng cai trị đó đã không cho họ cơ hội, do đó họ tìm cách phát triển những cái khả năng của họ, họ phải tìm cách đào thoát khỏi Việt Nam bằng mọi cách. Ngày xưa còn chế độ tị nạn, như tôi may mắn mặc dù là nó là may mắn đi vượt biên đến trại tị nạn thì đi định cư được bây giờ không còn cái chế độ tị nạn dành cho người Việt Nam nữa họ muốn đi ra khỏi Việt Nam thì họ phải đi bằng cái ngã chính thức mà đi ngã chính thức thì phải tốn kém rất nhiều và họ đang tìm cách để đi đó, do đó đối với tôi những người này là những người mà tôi rất là quý mến là bởi vì họ là những người sẽ đem đến những cái những cái thế hệ kế tiếp cho cái cộng đồng của chúng tôi và tôi chắc chắn rằng là họ sẽ đóng góp nhiều hơn cho cái cộng đồng của chúng tôi và cộng đồng càng lúc sẽ càng mạnh hơn đó là cái lý do tại sao mà tôi ủng hộ và tôi khuyến khích nhiều người việt nam rời khỏi việt nam và nếu được tìm cách đến hoa kỳ đó là cái bài nói chuyện ngày hôm nay của tôi cộng với lại cái đề tài đầu tiên là hoàng sa trường sa cái giải pháp lấy lại như thế nào mà tại sao cộng sản việt nam yếu hàng không dám sử dụng đó là hai câu chuyện mà ngày hôm nay tôi chia sẻ với các bạn cảm ơn các bạn rất là nhiều à, còn một phút nữa thì tôi sẽ À, chấm dứt cái chương trình này trước khi chia tay tôi nhắn với các bạn trên facebook là ngày thứ tư tuần này tôi sẽ có à, tôi và một nhóm anh em sẽ có một cái buổi thắp nến và cầu nguyện cho những anh em hội dân chủ sẽ bị cộng sản việt nam đưa ra xét xử ngày năm tây tháng 4 tức là sáng ngày thứ năm ở bên việt nam và tối ngày thứ tư bên mỹ chúng tôi sẽ có một cái đêm thắp nến cầu nguyện cho những anh em đó nếu những bạn bè ở xa vui lòng gửi một lời cầu nguyện đến cho những người này còn nếu như bạn bè nào ở gần Nam California hay ở tại Nam California, tôi mong rằng các bạn sẽ bước ra cầm một ngọn nến với tôi để cầu nguyện và thắp nến cho tất cả những anh em, cầu nguyện cho những anh em đó có được cái sức khỏe tốt để có thể đương đầu với những cái nghịch cảnh mà họ sẽ đương đầu sau cái bản án bị xét xử vào ngày thứ năm năm tây tháng 4. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã lắng nghe cái chương trình ngày hôm nay của tôi và tôi sẽ trở lại vào tối ngày mai cũng trên làn sóng 98.7 FM tại Houston Texas và trên livestream trực tiếp của Trần Nhật Phong Facebook và YouTube. Mến chào tất cả các bạn.